sửa đây 4 năm rồi hả? À 4 năm, cảm giác mà sửa chữa mà xài 4 năm thì thấy có ổn không? Bền quá. Làm một cái video này khá là vui vui này. Là anh Huy từ Bình Chánh đội mưa gió đến Hồng Vũ Center để kiểm tra lại cái MacBook. Sửa đây 4 năm rồi hả? À 4 năm, cảm giác mà sửa chữa mà xài 4 năm thì thấy có ổn không? Bền quá. Vậy được rồi. Nói chung là sửa chữa thì nó mang tính chất là cố gắng sửa, cuộc chơi giữa mèo với chuột tốt nhất thôi. Còn cái chất lượng hay không là của anh hãng anh Apple. À đó, đúng không? Bây giờ cái máy của em là em miêu tả là Huy miêu tả là hôm qua là nó bị lỗi không nhận wifi. Mấy bữa trước. Không nhận, mấy bữa trước không nhận wifi xong em chạy lại chương trình. Rồi cái nó tịch luôn, nó hết lên luôn. Ồ. Để chờ anh xíu nha. Cắm sạc vẫn sáng đèn bình thường không? Ở nhà vẫn bình thường đúng không? Ừ. Ồ nãy đi ở nhà không có mưa hả? Không, ở đây. Ồ. Mưa 2 tiếng rồi đó. Ở đây mưa nãy giờ từ 1 giờ mà nó mưa tới giờ này, nó mưa bự cái này nè. Ồ lên. Rồi, anh thấy tình trạng rồi, nó vẫn có tiếng khởi động nha. Cấp lóc vẫn sáng đèn mà không lên màn hình lên này. Ồ, cái này có giọt nước đi trời mưa. Thì quy trình đầu tiên nè, có dữ liệu gì quan trọng không? Dạ không. À, anh sẽ cài lại chương trình trước, rồi anh đánh giá coi thử là nếu mà nó lỗi như em miêu tả, nó lỗi wifi thì anh sẽ thay wifi. À, còn nếu mà nó lỗi rù rem thì anh chỉ cài lại chương trình thôi, không có dữ liệu gì quan trọng ha. À ok, em ở xa chắc để anh làm luôn chứ gì. Có muốn để luôn. Bữa sau em tới cũng được. À, giờ đây cũng đi công chuyện. Dạ. Ok, vậy thì đến viết biên nhận lại. À, anh làm hết rồi có gì anh alo em nha. À, rồi ok. Vậy cái này mình sẽ viết biên nhận lại nha mọi người. Viết biên nhận, mình làm xong mình thông báo cho anh. Rồi có gì báo giá, anh báo giá qua điện thoại hết nha. À, làm xong thì mình sẽ bảo hành chu đáo. Sử dụng phép xài hơn 4 năm cũng ổn rồi. Đây, tem của anh đây. 2020-2021. Ok, giờ 2024. Rồi, vậy thôi đến nhận lại nha. Cái này sẽ nhận lại nha mọi người. Nhận lại làm xong kiểm tra cẩn thận. Tại giờ xa mà. Giờ nhìn sơ sơ thì có dấu hiệu gì ẩm nước không? Không có dấu hiệu gì ẩm hết. Ok. Rồi, viết biên nhận thôi. Mọi người thấy cái máy của anh Duy sạch ghê không? Anh đã sửa mình 4 năm rồi. Còn tem nè. 2020 bảo hành tới 2021. Giờ 2024 quay lại, anh nói bền, máy này giờ tình trạng của anh là cũng không có gì nghiêm trọng nha mọi người. Anh là chỉ không lên thôi. À, không lên thì mình kiểm tra cẩn thận rồi, không có bị gì hết. Cái này là bị phần mềm, mình sẽ cài lại một bộ phần mềm. Và anh nói lúc trước khi nó bị dày thì nó sẽ, cái wifi nó không có nhận. Wifi với Bluetooth thì nó chung dưới này luôn nè. Đó, nó chung luôn. Nên ok, cũng đâu có gì đâu. Giờ mình sẽ thay cái wifi Bluetooth này coi thử được không hay mọi người ha. À, wifi Bluetooth thì chỉ gắn bập bập đây thôi. Đây, gắn kịch. Đó. Nó chỉ gắn đơn giản vậy thôi. Ở đây nó có hai cọng dây anten nha mọi người. Anten này từ từ mình gắn. Giờ mình sẽ bật dây thôi. Ta cấu trúc nè, gắn wifi vậy thôi. Rất là đơn giản luôn, rất chi là đơn giản. Đó, là mình đã cài đặt hết rồi, thì mình setup rồi. Thì cái phần cài đặt macOS nó giỏi lắm, nên Hồng Vũ sẽ không có quay cho các bạn xem. Mình cài hết rồi, mình đặt password là 1234. À, bây giờ mình chỉ bật máy lên ha. Bật máy lên rồi mình test các wifi thử đúng bệnh không. Đúng bệnh nữa là xong hoàn thành. Là hoàn thành cho anh Duy thôi nha mọi người. Thì cái máy này mình sẽ vệ sinh là miễn phí nè. Mình chỉ tính tiền là cài đặt, cài chương trình, program và thay các wifi Bluetooth. Đó, đơn giản thôi. Nên video này mình sẽ làm với tiêu đề là sửa chữa MacBook Air A1466 cho anh Duy. À, không lên màn hình. Nhưng không lên màn hình là lỗi là nhưng mà lỗi của nó là wifi nha mọi người. À ok, xong. À mọi người xem nè. Đây là nhận wifi rồi nè. À lại wifi bình thường đúng không? Đây là Hồng Vũ Center nè. Lý do mọi người thấy sao nó nhận ít rồi. Lý do mình chưa có gắn dây anten nè. Đó, cái này anten vuông nó sẽ bắt được nhiều thứ trong đây. Còn chưa gắn anten thì nó chưa bắt được xa, chưa bắt được mấy thằng khác đó. Còn bắt được mấy gòn gòn như Hồng Vũ Center, dòng dòng đây nè. À, Hồng Vũ Center ở trung tâm mình, gòn thì nó bắt được. Còn xa xa bán kính 50m nó bắt chưa được ha mọi người ha.
Vậy thì video này rất là đơn giản thôi, mình chỉ làm là vệ sinh này, cài đặt rồi thay wifi bluetooth xong, rồi gọi điện báo giá cho anh Duy, xong gọi điện Duy tới lấy thôi. Bây giờ là mình sẽ lắp lại hồn quy trình xong mình đưa ra ngoài, xong các bạn sẽ test lại, test cẩn thận rồi gọi điện cho mình Duy tới lấy thôi. Xong nha mọi người, máy của anh Duy nè. Này anh Duy không tới lấy nên mình sẽ giao tận nơi. Này mình cài đầy đủ rồi nha mọi người, office các kiểu con đại điểu rồi, đầy đủ rồi, phong chữ rồi nay trong đây có hết. Này máy của ảnh là rút cuộc là mình ghi trên đây nha mọi người, sau khi sửa chữa nè, vệ sinh, mainboard, cài đặt, thay wifi và bluetooth, đó, hạng mục sửa chữa. Ok, báo anh xong hết rồi, báo giá anh ok hết rồi. Thì cái này là, đây mọi người xem ha, đây thì mình lưu vào cái số này nè, cái này để mình bảo hành, đó, và số điện thoại, tức là cái sorry nè, đó, C17N đó, chấm 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 chấm. Ok nha mọi người, này là mình hoàn thành quy trình, cái máy này là mình vệ sinh, thay wifi bluetooth cho MacBook Air A1466 đời 25 đến 27 cho anh Duy nha mọi người. Anh Duy, đầu tiên các mọi người thấy đúng không, là nó hết lên luôn rồi, nó hết lên luôn rồi, thì anh cũng chuẩn đoán là có khả năng bị wifi bluetooth hết, thì mình vệ sinh main thôi rồi về thay wifi cài đặt lại là hoàn thành cái quy trình cho anh Duy này nha. Đầu tiên là nó không lên luôn đó. Ok mọi người ha, rất là nhanh gọn vậy. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo trên kênh Hoàng Vũ Center.